Úi dồi, ui dồi, khe này chặt lắm. Ây à, ui còn to thế. Úi dồi, bắt đầu quay. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Kìa. Ơ kìa. Ơ kìa. Ô kìa, ô kìa. Này, giơ cái kia lên, chiến lợi phẩm của anh em mình ngày hôm nay này. Yeah. Quá đỉnh luôn. Đi ngược lên trên kia xem chỗ nào có vũng nước nó to to không. Cái chỗ này nó hơi bé nên là chỗ này là có cái than xít này. Đây là cả nhà này, ở Quảng Ninh thì lúc nào nó cũng đen xì đây. Chỗ nào cũng thấy đen. Đây là cái vỉa than. Đấy. Cái chỗ này thì không uống được. Hôm nay anh em đi là hơi tốn nước. Đấy, cả nhà nhìn thấy không? Vàng đen đấy. Đấy, nhưng mà đây là gọi là sự than giống như kiểu là than bùn. Đây là đang nằm trong cái khe ấy này đây. Chỗ nào cũng là than cả. Đấy, chạy dọc đây. Ô, anh chị em luôn anh vào đây than luôn. Không, em không thuộc kiểu là than. Mà gọi là gì nhỉ? Gọi là cái gì nhỉ? Gọi là bùn. Chán nhỉ. Đấy toàn than xít thôi. Thôi đi, đi lên trên kia đi. Đấy, có vũng nước này. À, mát lắm ấy. Đi vào đây là mát. Ui giời, cây dạ cập kìa. Cây dạ cập kìa. Anh em mình vẫn trên đường gọi là hành trình đi lấy cây thuốc đây. Khá là nhiều. Nói chung là mỗi hôm anh em mình sẽ đi một nơi, vừa là tìm những cây thuốc khác nhau, vừa là ui giời, quay đi quay lại này, hương này, đậu này, cây dạ cầm này, dây nó dài nhìn đẹp miên man luôn. Đấy, anh nhớ cả nhà nha. Có mỗi khu vực nó là một cái thử thách mới, mỗi nơi nó là một thử thách mới. Rồi, đây, ok luôn. Ui trời, ui chua chua, này, ui, bên này này, nhìn thấy gốc, nhìn ông ánh chưa? Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời hơn mặt trời luôn. Cắt ấy thôi, cắt gốc thôi. Ui, cái gốc nó to chả bá lửa luôn. Đây, cả nhà này. Ui, cái gốc này. Gốc nó to bằng cái cổ tay. Thôi, cổ tay thì hơi quá, nhưng mà bằng ngón chân trái này. Ôi, nhưng mà cái cây này trồng bonsai đẹp. Ơi là đẹp luôn này, Hường này. Đây, lấy cái rễ ở bên trong này mà. Đấy. Cắt đây nhá. Ừ, cắt lên đấy, còn chỗ. Ui, nó bám vào phần kia. Đẹp thì thôi rồi. Ấy, gốc ấy. À, cắt hai. Đấy rồi. Ok. Để làm sau. Thôi để một nhánh này cho nó. Cho nó còn thở. Phía trên này nó là một cái rừng tre lứa. Bên trong kia cũng một cái dây rất là to kìa Hường kìa. Ok. Bên trong kia cũng một cái dây rất là to. Đây, cầm dao này vào trong cái phạt cho nó dễ này. Em nhìn thấy gốc chưa? Cái này đúng không? Không, đây là bên này này. Đấy. Đấy. Ngay dưới gốc cây to đấy. Đây đúng không? Đấy, đúng không? Chuẩn luôn. Khám phá ở trong này xem là có những cái gì nữa. Mùa này thì không có măng đâu cả nhà. Hết măng rồi. Hết mùa mưa. Mùa này là chỉ có tre thôi. Đây chưa? Anh em mình đang đi dọc theo cái con gọi là suối cạn này để đi ngược lên trên kia. Ở dưới kia thì là mình cũng đã đi rồi và ở dưới đấy cũng có khá là nhiều cây dạ cầm. Đi dọc theo cái con suối này thì đi lên đây là nó có những cái cây to đẹp. À, đi lên kia đi. Đẹp luôn. Nó không, để đấy thôi anh. Để đây thôi, để đây tí quay ngược xuống này mình ôm thôi. Em không nhớ được đâu. Ừ, cứ đi dọc theo con suối này, anh em đi dọc theo con suối này thì quên sao được. Em hơi quên lắm.
cẩn thận đấy, đi cái đường này là nó cũng có nó trơn đấy. Đây đây là nó bị sạt lở này cả nhà này. Nó bị sạt lở nên là nó lấp xuống đây. Úi giời. Chỗ này như kiểu là lũ xong là nó quấn cây, quấn mắc cây ở cái chỗ khu vực này sao ấy. Đây này cả nhà này. Như kiểu là lũ nó cuốn nó trôi và đến cái chỗ này nó mắc này. Kinh nhỉ, lũ mùa lũ là cũng to phết đấy. To dã man luôn đấy. Ui. À, phải. Nhìn cứ tưởng là cục than kiếp lê to nhưng không phải. Đi ở đây gần con suối này thì cũng cẩn thận nhé, vì là nơi đây nó tập trung của những con vật khác nhau, nó uống nước, có thể là rắn rết, có thể là nhiều thứ khác nhau. Chỗ này thì nhìn chỗ này là chắc chắn là sẽ có cua rồi, nhưng mà nước ở đây nó không đều, nó không đều lên là cua nó sống cũng không được lâu. Ui giời, lên cái chỗ này giống như kiểu là cả một bạt ở đây là mùa mưa cái là nó chảy xói hết cái chỗ khu vực này luôn cả nhà này. Ra đây thoáng thế. Có cây nào? Cây đấy hơi bé. Bé thân nó. À ừ được. Ô, bên trên nữa anh ạ. Nó dây dài mà dài từ tận lên trên mà, cẩn thận ông ngã đấy. Thì đấy là có cái cây ngay cái bụi dứa, à bụi mây, cẩn thận là đứt tay đứt chân rồi đấy, nó cào cho rách người luôn. Thôi được rồi. Cái nhỉ, ở chỗ khu vực này đúng là cái lòng suối nước nó chảy ở đây dã man thật. Đây nó khe suối này. Hả? Không biết. Không biết thì không ăn đâu. Đây, đây là cây mày nòi. Là cây mày nòi. Kìa, ở trên này có rất là nhiều quả luôn. Ngay ở dưới khe. Ủa chỗ này nó khe nước nó chảy. Đá nó phơi ra. Đúng nhỉ. Khiếp thật. Là khu vực đấy là hay có rắn rết hay là có ấy nó đi uống nước ấy nhỉ. Yeah. Mình phải nhìn đấy nhỉ. Thôi mình cũng phải nhìn ha. Bởi vì đã không biết thế nào. Ngay chỗ cũng cả. Ui. Thôi. Sao? Đây có phải là con cóc, con ếch hay sao ấy, con ếch. Ôi cả nhà ơi, con sao làm yên bất động này như kiểu chết ấy. Chết rồi. Ô, con sống. Ôi, bắt đi anh ơi. Kìa. Ôi, ô, làm yên tin tít. Nó trốn quý vị ạ, đây, nó trốn vào cái tàu lá này. Làm yên tin tít luôn. Ui giời ơi, gặp ông ếch to đùng. Gặp ông ếch to đùng luôn rồi cả nhà này. Ê, nó giả vờ quý vị ơi, con này nó khôn lắm nhá. Nằm yên tin tít luôn, động vào cũng không chạy. Hóa ra mày lừa mà ông chết à. Mày lừa ông à. Nó dậy. Hay rồi. Ui xe nào. Ui đẹp xì xì luôn. Ây à, to dã man này cả nhà này. Kinh thật. Lấy cái gì mua, cái con này nó khỏe lắm. Này không biết chừng đây lại có thể là đây, kiếm ở những khe này lại có ăn đấy. Đúng rồi, sau khi lại biết đâu lại có cua, biết có cái gì nữa anh. Lại có đồ ăn đấy.
Chồng em bảo là anh hay đi bắt cua trên khe ấy. Cua khe này nó to. Đây, đây nó cũng có một cái nước, cái hố nước nó tập trung ở đây, này. Nhưng mà không biết là có con nào không. Thế mà vừa sờ vào nó làm in lên thít nhỉ. Nó chạy vào rồi này. Ê, cẩn thận. Ôi. Ê. nó có dạ vò dạ vịt nhà nó đấy. Ôi ơi. Giật cả mình. Nó kêu éo cái. Đây này, anh đang bảo đây này. Còn nữa. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Thấy ông, một ông ấy rồi. Thấy một ông đang nằm ở kia rồi. Thấy một ông đang nằm ở kia rồi cả nhà ơi. Ít rồi nó kêu. Qué qué. Đấy, mồm bây giờ nó mới kêu kìa. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Có đồ rồi. Có đồ rồi cả nhà ơi. Úi giời, khiếp, mồm nó kêu gớm thật. Đây này cả nhà này. À. Bắt được không anh? Úi giời, nó bơi mất rồi. Úi giời, úi giời. Úi giời, nó bơi gớm nhỉ. Nó rất là con, nó trốn vào cái tàu lá ấy. Úi giời, quên mất. Mãi luôn. À, mày chạy đi đâu? Úi giời ơi. Buộc chưa? Em buộc rồi. Nào. Cho đây anh. Ồ, ngon. Rồi. Được chưa? Chắc chưa? Buộc khai được mà. Ui, lùi ra, lùi ra, lùi ra, lùi ra, lùi ra. Ui, đây này. Ê, được rồi. Đây này, đây này. Đây này, cả nhà ơi. Ui, quay đi quay lại nhìn thấy phê loài. Quay đi quay lại nhìn thấy phê loài luôn. Nó nằm ngay đây luôn này. À. Đấy. Đấy. Trốn đi đâu em ơi. Úi giời. Úi giời, khe này. Chặt lắm. Đấy. Ui còn to thế. Úi giời. Bắt được vậy. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Kìa. Ơ kìa. Ơ kìa. Ô kìa. Ô kìa. Lao dầm dầm. Lao gớm ghiếc thật. Được chưa? Ô kìa, ô kìa. Sao mà mãi bắt con này vậy? Được rồi. Kiếm ăn ngon đấy chứ đấy. Nồi nhà này rất là khôn. Con thì dạ chết mà con thì. Nào, buộc vào đi. Đây rồi. Ba em. Ôi này con. Ôi, đây này, đây con. Giữ cho. Anh ơi, con chân nó đánh hướng thì bảo lõi. Nó son rồi. Nó son vàng. Nó son vàng. Đấy. Rồi. Xem nào, nhìn ngó xung quanh đây xem nào. À, thì ra là. Úi giời. Tiếp cái mồm này. To gớm lắm. Cái khu vực này là nó như kiểu là nước nó đọng ở đây xong là nó xuống đây nó kiếm ăn đây này. Ngon ăn. Xem còn nó ăn không. Đây đang nhìn cái chỗ khu vực này xem là nó có không. Đây cái rãnh này không biết. Em thử lên trên kia nhá. Ừ, nhìn thấy chỗ. Hả? Đây có con này. Đâu. Úi giời, bơi lún luôn. Lún luôn. Lún luôn. Kìa. Kìa. Nó đâu rồi? Thấy chưa? Chưa. Mất tích. Nó mất tích ở cái gì đây? Trong phim mất tích à? Nó nấp vào cái tàu lá. À đây. Đây ở dưới khe. Ấy. Đây. Trơn tuổi tuổi. Người đã bị bắt. Ta đã tuyên bố người đã bị bắt. Nào. Nào này, buộc vào tường này. Ố, tưởng nó bò đi hết rồi. Nó đây mà. Trời ơi, bực tiếp. Úi giời.
Ồ, ra hai con. Ồ. Nó trơn quá. Nó đạp mạnh quá. Để anh bỏ máy xuống. Anh ấy cho em đi. Đi lên trên cái khe này xem nào. Đi ngược lên trên. Úi giời ơi. Ủa, con ấy lắm mồm lắm em ơi. Để nó xuống đây xem nào. Không đi thì kích thật. Nè, anh cất nó đi. Để xuống đây. Em cứ để xuống đây. Tí nó không. Buộc chắc thế cái này nhảy em sao được. Bố con nó có cổng rồi đi đâu. Nằm đi đấy nhá. Đi cả tận đấy, chỗ này. Ủa, con gì nó bay ấy nhỉ. À, ông. À, phát hiện ra rồi, ông mật. Ông mật nó ra đây nó lấy nước. Ông mật nó ra đây lấy nước này. Nó bay veo veo veo. Ông mật em chết luôn ông mật. Ăn tốt đúng không? Ui giời, khiếp thật cái mồm. Chết. Chỗ này nó có cái gì? Có cái kim đá này mà ngồi vào ao sướng này. Tết anh cái gì ấy? Cái con côn trùng thôi. Thế mà một mình em chất tất. Đôi khi cũng hơi giật mình tí nhưng mà không sao. Quay đây. Ô, kìa. Đâu rồi? Ui, xanh lè. Đâu rồi? Ui, cẩn thận. Ui. Dạ, chạy gì đâu. Ui xanh le này, ui cả nhà này. Ui ui, nhìn gớm ghê kìa. Nhìn nó ngụy trang ấy. À ở đấy chắc rêu nhường nó xanh đúng không anh? Không phải, nó ở trong này. Kiểu lấy như làm sao mà nó mà rêu vào đây đâu. Ui, Hương ấy. Sao? Dưới chân kìa. À. Dưới chân kìa. Ở đây ôi giời ơi. Dưới chân rồi, ui hai, hình như hai con. Hai con đang nằm đúng không? Ui ui, nằm nhìn dỡ man kìa. Này. Chộp luôn, nằm như giả chết luôn cả nhà. Đừng cầm chân. Cầm vào eo của nó đấy. Bắt luôn vào eo của nó. Ôi giời, hai tay hai súng. Ôi con đấy nó xanh nè. Ôi con kia đen xì. Ôi giời, hôm nay vớ vỉa rồi. Hôm nay gặp gọi là gặp hàng rồi. Rồi. Em làm rơi một con rồi. Tụt mất một con à? Vâng. Nó chạy nhầm ra. Thế là còn có hai em. Hai em nó chạy đi đâu à? Lên núi à? Chắc lên núi à? Thôi, bọn này nó sẽ không chạy được xa đâu. Giờ nó sẽ rúc. Hôm nay lại có đồ chén rồi cả nhà. Vào rừng mà cứ đi theo với những con khe con suối này là kiểu gì kiểu nó cũng có đồ. Này, cầm lấy đây. Úi giời. Ui con ếch xanh, nó xanh le lên nét. Ôi thế vừa tuột mất con ếch xanh à? Vừa nó rơi đâu? Nó rơi đoạn này. Trong này nó cũng khe đây này. Có không? Để máy ra đây. Nằm đây nhá. Em cứ đứng ra để anh ấy cho. Này, cầm lấy cho anh. Để anh chui vào đấy anh tìm xem nào. Hơi khô. Trốn ở tàu lá này. Đúng rồi nhá. À đây. Đây rồi cả nhà. Đây rồi cả nhà ơi. À một em nằm đây. Xem nào. Kiểm tra ở những chỗ rãnh trước này. Nhiều lúc nó nằm. Ôi à. Vừa mới nói xong vừa sờ ngay vào hàng luôn. Con kia mày cứ nằm yên đấy. Đây là ai?
Đây này. Ui giời. Ui giời. Ui con này, con này nhìn cổ thế. Ừ. Nhìn dã man này. Con này nhìn trông già nhỉ. Già đánh như. Già khắm từ khu trong trong cái da của chạy nó. Đâu? Nằm đây ủ nó cườn, trườn, trườn cũng là đấy nha. Ác man nông thôn. À. Ui giời. Hết thật. Chạy đây. Rồi. Ui con này bé bé thôi chứ mà. Ôi mà chết. Ôi nó tuột kìa. Tuột hết rồi. Tuột hết. Nó trơn, nó trơn lắm. Trơn lắm luôn ấy. Bên đây anh cầm ấy cho. Đấy, em cầm con kia đi. Em buộc con kia đi. Nằm im. Em đi vào trong kia em tìm ở trong kia đi. Để anh đi tìm ở chỗ đằng này xem nào. Xem là có không. Nhìn chỗ này. Ô cái gì động động ấy nhỉ. Không, trên này cơ. Ô, oh my god. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ui ôi, như là cái con. Cái gì đây này. Nữa hả? Ừ. Đây này, nằm yên tin thít luôn. Ui giời ơi, to gớm ghiếc thật. Ô, con này to đen như là. Con này là ốc. Ui giời, to như là kiểu bàn tay mình luôn này. Con này ốc cụ rồi. Ốc cụ rồi. Kiếm ăn, kiếm ăn, kiếm ăn. Cho em vào đây. À. Rồi. Khả năng là cứ đi tìm ở chỗ này. Ê, ê. Ô, con ếch bé. Ừ, ếch bé. Mẹ tí rượu đầu tiêu. Phải là soi thật kỹ ở chỗ khu vực này. Ôi, chỗ này còn cái khe ở đây. Không biết này. Chỗ này rất là lắm ong. Nó vào xuống nó lấy nước. Thế này. Chắc ở gần đây là sẽ có tổ ong đấy. Đi dọc lên trên đây xem như nào. Trên này vẫn còn còn khe nữa. Em kiểm tra ở dưới đây xem ở cái hang hốc đây có không nhá. Còn ta con kỳ đà nó ra khe suối nó uống nước, nó nằm rất là im. Thế nhưng mà đi gần đến đây cái là nó chạy đây này, nó ra chỗ vũng này nó uống nước này cả nhà này. Đấy, một phát chạy mất tích luôn, quá là nhanh luôn. Ui giời. Đấy cả nhà, sau khi mà mình lên trên kia thì nước nó cạn hết rồi, thì là đi vòng xuống đây hì hục, thế là bắt được thêm hai con nữa. Khá là to luôn. Đưa anh cầm một cái cho. Đấy. Ở nhà nhìn cái sâu ếch này nhìn có ngon không? Này, giơ cái kia lên, chiến lợi phẩm của anh em mình ngày hôm nay này. Yeah. Quá đỉnh luôn. Phải là toàn những con ếch gọi là nhìn sưng sỏ. Nó bám vào đây, cái khủng khiếp. Con này như ếch cụ. Rồi, rồi bây giờ phải đi kiếm dây đã. Cho nó chắc chắn rồi, bởi vì cái dây này là nó cũng... kiếm theo cái dây để buộc cho nó chắc chắn cả cái này. Chứ không vào nó lại tuột. Xong rồi tí anh em mình lại đi vòng lên trên kia xem như thế nào. Đây gọi là đúng là một cái gọi là cái nơi tập trung của nó để nó sinh sống, nó uống nước ở đây cả nhà này. Gớm thật. Ở đây là một cái thành quả của anh em mình nhé cả nhà nhá. Thôi, cái video này mình cũng sẽ xin phép kết thúc ở đây. Hẹn mọi người ở những video sau. Hẹn mọi người ở cái cuộc hành trình mà anh em mình đi lấy cây thuốc cũng như là đi vào rừng xem là có cái gì hay thì anh em mình lại tiếp tục quay cho mọi người xem nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhá. Bye bye. Quá tuyệt vời luôn. Đây em cầm đi để anh lấy cái dây to hơn. Đấy, hai tay hai súng. Trước mặt mọi người đây là một cái sản phẩm mà anh em mình đã mất công 4 ngày và 3 đêm để tạo ra một cái sản phẩm được gọi là nước cô đặc An Xoa hay gọi là cao An Xoa. 100% nó là cao An Xoa tự nhiên anh em khai thác ở trên rừng đưa về nấu tươi để ra cái sản phẩm này. Đây là một cái dòng sản phẩm nó có tác dụng rất tốt cho gan, chữa lành các vết thương ở trong gan của mình
đào thải các độc tố trong gan ra nhanh hơn so với các thực phẩm bổ sung. Cô đặc ăn xoa này hỗ trợ thêm các vấn đề về xơ gan, ung thư gan và viêm gan B, viêm gan C. Ngoài ra thì nó có tác dụng rất tốt hỗ trợ cho vấn đề mất ngủ. Một cái hoạt chất ở trong cây ăn xoa này nó giúp an thần, giúp ngủ ngon và sâu giấc. Ai có nhu cầu thì liên hệ cho anh em mình. Và ngoài ra thì ở trong những cái sản phẩm mà gửi đi cho mọi người, anh em mình đã để sẵn thìa để tiện lợi cho mọi người khi mà sử dụng cái nước cô đặc ăn xoa này nhé.